Chào các bạn, tôi muốn giới thiệu cái cách buộc đúng của cái nút buộc Paloma Knot cho lưỡi câu. Nút buộc này hết sức thông dụng, ai cũng biết, nhưng mà để buộc đúng, sử dụng đúng thì không phải ai cũng làm đúng. Bởi vì thế cho nên rất nhiều người không dùng nó. Nó cực kỳ khỏe, tốt và đơn giản. Bạn có thể dùng cả trong đêm tối. Như thế này. Trước hết, bất kỳ cái nút dây câu nào cho cái loại lưỡi có khoan này, đường dây cũng phải đi vào tới đây. Rồi. Never. Yes. Đi từ đằng này vào. Riêng cái nút Paloma. Để vào. Để trở lại. Chập đôi cái này lại, đưa ngược trở lại. Như thế này. Cái khoen này chồng qua đây. Nhưng không để như thế này mà rút. Nếu ta để như thế này mà ta rút, nó sẽ mắc vào đây. Phải kéo cái này lên đây, giữ lại, giữ chặt ở đây rồi mới thu nó lại. Nước này ta phải làm ướt nó đi. Thường là nước bọt nó rất trơn. Sau đó mới siết lại. Đấy. Toàn bộ cái dây nó ở phía trên này, nó không bị xước. Vì khi ta giật mạnh mà cái nút nó mắc từ đây lên, nó rất dễ vấp ở những cái chỗ này và làm xước cái dây câu. Rất đơn giản, rất dễ sử dụng, nhắm mắt cũng làm được. Cái này làm được trong đêm tối mà. Đây là một cái sáng tạo, một cái rất thông minh và đơn giản. Còn đây là cách buộc thông dụng nhất, tốt nhất cho cái khoen này. Một. Rồi. Cái này tay câu nào cũng thường dùng. Đưa vào cái quét này. Xếp lại.
trước khi kéo nó vào thì ta làm ướt nó đi. Sau đó siết chặt. Buộc rất đẹp. Đây là hai cách buộc thông dụng nhất, thường xuyên nhất cho lưới câu và khoan xoắn.